chúng ta mô hình hệ kết cấu cao trình 66 đây chúng ta sẽ vào view 3D chúng ta sẽ vào phần view list bật cái view cao trình 66 lên ở đây chúng ta đã xem bản vẽ các cái cao trình rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện công tác mô hình các cái sàn dầm sàn ở cao trình này thì tương tự như phần cao trình 33 chúng ta cũng mô hình ở cao trình 66 À, bằng cách là sử dụng uh, công cụ bim thôi ở trên công cụ uh, trên sàn uh, cao trình 3m uh, 3 thì tôi sẽ vào phần uh, view filter tôi kích vào object group tôi ẩn các cái uh, hệ sàn uh, dầm thép hộp đi và ẩn các cái hệ uh, floor layout các cái uh, không lần floor layout thì tôi copy cái hệ uh, dầm lên trên tầng uh, 6m6 sau đó tôi sẽ lựa chọn uh, các cái đối tượng mà ở hai sàn này nó giống nhau tôi sẽ copy lên trên những cái dầm chính thì tôi chúng ta đã vẽ rồi chúng ta chỉ việc copy những cái dầm mà, mà cao trình 66 chưa có thì chúng ta sử dụng lệnh copy để copy lên tôi sẽ chọn xong tôi lại copy line lia tôi nhập phần OZ là 3m3 copy xong như vậy chúng ta đã xong phần dầm Chúng ta sẽ kiểm tra trên mặt bằng để xem một số cái rầm mà chúng ta có thể thiếu chưa chưa, chưa có trên cao trình 3 ba chúng ta sẽ dựng thêm. Ở đây chúng ta sẽ bật lại cái file mặt bằng tham chiếu để kiểm tra xem. Ở đây có một cái rầm ở vị trí gần trục A này chúng ta sẽ vẽ tiết diện của nó là Y200 vị trí dầm dưới vị trí bể nước chúng ta dùng lệnh bim để mô hình vị trí này hoặc là chúng ta dùng lệnh copy lai để copy dầm từ trục b sang chúng ta chọn điểm trên trục cái dầm này và bỏ phương z và phương y đây chúng ta copy theo phương x thôi con số này là 4080 như vậy chúng ta đã xử lý xong phần dầm. Ở cao trình 6,6 chúng ta sẽ thêm cái hệ dầm thép hộp. Thì chúng ta sẽ copy từ cao trình 3,3 lên. Tôi vào cao trình 3,3. Tôi sẽ bỏ phần bộ lọc là để về standards. Chúng ta sẽ copy. Chúng ta sử dụng bộ lọc là category G, selection filter. Chúng ta sẽ chọn phần những cái part có profile là hai cái dầm thép hộp kia sau chúng ta sẽ ấn chế độ F3 và select những đối tượng là object in chúng ta sẽ quét toàn bộ trên cái mặt bằng này và chúng ta sang phần 3D ấn vào lệnh copy layer chúng ta sẽ nhập Z là 3m3 Đó. ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ copy những cái dầm thép hộp lên thôi tôi sẽ chiều chỉnh lại bộ lọc tại vì nó vẫn đang lựa chọn cái công cụ floor layout tôi select from model tôi để control control 4 ship 4 chúng ta sẽ chọn từng cái đối tượng ở trên mô hình một tôi chọn thép hộp dầm có tên là Beam Box, tôi đặt tên là thép hộp tôi copy sang lên cao trình 6m6 như vậy là chúng ta đã chọn được nếu không chúng ta sẽ chọn lẫn để lại chúng ta đã để cả là thép cái hệ sàn simbot chúng ta đã copy lên trên tiếp theo chúng ta để F2 và chế độ select component chúng ta copy thêm cả hệ sàn simbot nữa như vậy chúng ta đã, đã xử lý xong cái hệ sàn cao độ cao độ 6m6 nó giống cao độ 3m3 nhưng mà có một số cái dầm phụ ở chỗ vị trí đỡ bể nước tiếp theo bài sau chúng ta sẽ chuyển sang mô hình phần là cái cầu mái